Xin chào các bác. Đây là tiếp tục lô video phần 2 nhé. Phần 1 thì em quay xong hết rồi đây. Phần 1 thì em quay em đã để gọn hết ra đây rồi. Đấy thì có bác nào chốt ở phần 1 thì gọi alo cho em nhá. Còn đây là phần 2. Đấy, phần 2 là phần còn lại, tại vì cái video này nó dài quá nó sẽ cắt làm hai mảnh. Đấy thì em sẽ quay tiếp phần 2 này cho các bác. Đấy thì phần 2 này bác nào chốt mã nào thì lại alo tiếp cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Đấy, tại vì đây nó quá nhiều hàng nên là em quay phải chia làm hai phần. Đấy, các bác xem thì nhớ đăng cho em xin một nút đăng ký kênh và nút like và comment phía dưới nhá. Các bác cảm thấy em quay cái gì mà chưa đúng, chưa phải hoặc là nói cái gì nó quá thì các bác có thể là cho lời khuyên bình luận phía dưới nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em và chúc các bác và gia đình có một buổi tối thật là hạnh phúc và vui vẻ khi xem video nhé. Vâng, sau đây em sẽ đi vào chi tiết nhé. Vâng, mở hàng con đầu tiên của lô phần 2 là em tiếp tục cho các bác một con đài lông này. Đấy. Đây, con này tắt nguồn này. À, nó vẫn còn cái CD này. Đây. Volume chỉnh được này. Volume chỉnh được này, rồi các chế độ này ấn vẫn được này. Đấy, CD này. Đấy, CD này. Nó chán rồi nó không thèm ra các bạn. Thử lên mà nó chán nó chả thèm ra. Kệ nó thôi các bạn nhá. Nó muốn làm gì trong nó làm. Nói chung là thử nó không ra đâu. Đấy, đây là chuyển kênh này. Đấy, chuyển chế độ đầu vào này. Đấy, có các chế độ đầu vào đây nhá. À, con này công suất là 48 này. Đấy, có thể đánh được loa 70 50 bình thường. Loa bass 12 13 có thể bass 25 đánh được. À, miễn là tầm công suất tầm khoảng từ 50 đổ xuống là ok, 50 60 70 nhá. Đấy là cầu loa này, còn đây là phần cắm điện thoại này, còn đây là đường súp riêng này. Đấy, đường súp riêng FM AM. Đấy, con này các bác lên mã cho em này. Các bác lên cho em mã số 1/29 nhá. Tức là 1 là ngày mùng 1. Đấy, hôm nay là ngày mùng 1 mà. Và mã là mã 29. Rồi, mã con này là 790k. Con này thì chắc các bác về cắm điện thoại này em nghĩ là dùng được luôn đấy. Còn các bác nào thích dùng CD thì về kiểm tra CD nhá. Đấy, 790k, chốt cho mã 1/29. Ở đây em có một cái mã nữa này. Mã này là mã của con Victor. Đấy, đây là một em Victor. Đấy, đây là một em Victor. Đấy, Victor này thì có nguồn đấy nhá. Nguồn này. Đấy, có nguồn này đây. Nó vẫn hiển thị lên này. Đấy, đây là CD này. Đấy. Đây là CD này. Đấy, CD này. Còn đây là MD này. Đấy, đây là MD, nói chung là con này nó kiểu cả cửa trượt này. Đấy. Volume này. Đấy, to nhỏ ở đây này. Rồi chỉnh chế độ điện thoại các thứ này. Đấy, chỉnh tape, nói chung là các chế độ đây. Còn đây là chỉnh màu này. Đấy, các bác thích màu nào chỉnh màu đấy nhá. Nó có rất là nhiều màu, mình thích màu nào chỉnh màu đấy nhá. Đấy. Còn đây là điện thoại này, đây là cầu loa này, công suất của máy là 50W này. Đấy. Nguồn số 8 này, các bác nguồn này tự mua nhá. Tất cả các dây nguồn số 8 các bác về tự mua cho em nhá. Em không bao nguồn đâu nhá. Không bao dây nguồn đâu nhá. Đấy, con này để các bác giá là 290.000. Các bác nhá. Đây, em có một con Victor nữa này. Đấy. Rồi, Victor. Đây là cassette này. Đấy. À, đây này, volume này, cốt là chỉnh màu này. Đấy, chỉnh màu đây nhá. Hello xin chào này. Đấy, con này cũng kiểu màn hình cửa trượt, con này kiểu màn hình nó dày dặn hơn. À, màn hình nó nét hơn. Đấy. Các chế độ tape rồi CD, MD, FM, AM này. Đấy, rất là xịn. Chỉnh màu ở đây các bác nhá. Chỉnh màu đây là điện thoại này. Đấy, đây là chế độ điện thoại, các bác sẽ nhấn AUX này.
Đấy, nhấn AUX này, volume này, to nhỏ này. Đấy. Đây là MD, còn đây là CD này. CD nó ở dưới nhá, CD ở dưới các bác nhá. Đấy, CD nó ở dưới này. Nó không ra đâu, nói chung là nó dỗi nó không ra đâu. Đấy thì chốt cho em cái mã này là mã 1/31 nhá. 1/31. Đấy, con này thì để các bác rồi, CD không ra để các bác là 280 nhé. 280 nhé. Đấy. Đây là nguồn nó ở đây à. Để cho cái mặt nó lên nhá. Rồi. Không cho nó xuống nữa. Để tắt nguồn. Rồi. Chốt cho em 1/28 này. À 1/31 này. Đấy 280k nhá. 280. Alo. 280k nhá. 280k được chưa? Ok xong. Tiếp theo có một con này là con này của dòng Pala tiếp này. Đấy, của dòng Pala, con này dòng SD nhá. Dòng SD. SD này rất là xịn. Đấy, dòng SD. Đó, vẫn lên nhá. Hello xin chào này. SD là phải chờ, SD nó mất thời gian là phải chờ. Đấy, tại vì là nó có ổ cứng bên trong nên là mình phải chờ một tí. Đấy, các cái cổng các thứ kết nối có thể ở đây này. Đấy. Đấy. Nói chung cái này phải chờ nó biết lên nguồn rồi, còn cái này mà muốn chỉnh đợi lâu lắm, nó mất thời gian lắm. Đấy. Con này công suất là 39 này, cầu loa ở đây coi nhá. Rồi con này kiểu cầu loa này thì về có phải chế. Chế mất thời gian đúng không ạ? Để các bác con này 190 thôi. Đấy, 190k. Chốt cho em mã 1/32 nhá. 1/32 giá là 190k. Đây, cái này nói chung là con này kiểu dòng ổ cứng này phải chờ các bạn, nó không giống như cái dòng kia là phát ăn ngay đâu. Đấy. Tiếp theo có con này nữa này. Đấy, một con Pala nữa này. Đây. Đấy, con này thì nó cũng kiểu đây này, cái dòng này nó sẽ bị một cái chấm tròn ở màn hình to này. Đấy thì về cái này các bác có thể là vẫn dùng bình thường. Nói chung vẫn dùng bình thường, còn đến lúc nào ví dụ màn hình nó kém quá rồi thì mình có thể bỏ. Đấy. Cái này thì nó của bên tại người thôi, còn nói chung là bán thành lý, về các bác sống hay chết thì được hay không được thì các bác lấy linh kiện là chính, hay là mình khắc phục thì khắc phục. Em nói rõ quan điểm như vậy. Đấy. Đây, đấy. Volume này vặn nó được này, nó mất cái lúm rồi nhá. Đấy. Đây là các cái phím này, ấn này. Đấy, ấn là vẫn được nhá, nó vẫn nhảy này. Đấy, CD xâm ra không nào. Open này rồi, có thể là nó lạnh quá nó lười nó không ra thôi, kệ nó nhá, kệ cho nó ngủ các bác nhá. Đấy. Thì con này chốt cho em 1/34 này. Đấy, 1/34 rồi, chốt cho em mã này là 290k nhá. Đấy, lý do tại sao con 290k này, các bác nhìn này, em sẽ cho có biết. Con này cực kỳ hay luôn. Chốt cho em 1/34 nữa nhá. 1/34 này, 290 này, đây. Các bác nhìn phía sau cho em này. Nó có một cổng quang in, đấy thì về các bác thử xem là được không được nhá. Đấy, con này hay ở cái chỗ đấy. Công suất 50, đấy, cầu loa này. Đấy, FM này, rồi, xong. Đấy. Trên này là có cả USB sau cạc này. Đấy. Đấy, có nguồn điện thoại các thứ này, USB sau cạc, xong nhá. Cassette thì ở đây. Đấy, chốt cho em 1/34, 290k nhá. Tiếp theo có con đài. Đây, con đài này bác làm mà trưng bày là tuyệt vời mặt trời luôn nhá. Đấy, đài này. Em thử xem lên điện nhá. Rồi, con này lên điện nhưng mà màn hình kiểu nó bị đục rồi nhá. Thì về các bác thử xem là nó bị như sao. Đấy. Màn hình kiểu nó bị đục mất rồi. Đấy, thì về các bác tự thử nhá. Nó có cả MD này, cắm điện thoại đây nhá, cắm điện thoại đây. Con đài này nhá, các bác để ý này. Nó còn mở được cả căng luôn đây này. Đây, đấy, nó mở được cả căng ra luôn này. Đấy. Mở được cả căng luôn. Đấy. Ok chưa? Đài có căng luôn ạ, rất xịn. Rồi chốt cho em con này về trưng bày. Mã 1/35, mã 1/35. Rồi. 1/35 chốt cho em con này giá là 180k. 1/35 chốt cho em 180k về trưng bày. Một trên 35 chốt cho em về trưng bày. Đây nó có cả pin tiếc này. Đấy. Pin này, ba quả pin con thỏ này, rồi anten cái thứ này. Đấy. Dây số 8 là dùng một co quang này. Quang này chắc là quang au thôi. Đài này chắc quang au thôi. Đấy.
Ở đây em có tiếp một cái mã nữa ở đây. Đây con này là con Sony nhá. Con Sony này. Đấy, Sony này. Xem nào. À con này vẫn lên nhá, vẫn lên nguồn này. Đấy. Có CD ở đây này, CD này, còn đây là cái đầu USB, các bác thử xem nó là đầu để đưa vào tín hiệu vào hay như nào nhá. Đấy đây điện thoại 3.5 này, đấy, có MD này. Volume này. Được rồi, thử xem lên nguồn không nào. Đấy, lên nguồn này, rồi. Con này là công suất là bao nhiêu ạ? Công suất là 45, có cầu loa này. Con này nhìn hình thức còn rất là ok. Vâng. Con này có khi về các bác dùng được nhá. Con này để các bác giá là 490 nhá. 490 này. Nó để các bác 450 đi. Thế 450 nhá. Bớt thêm cho các bác tí nữa cho nó nhanh. Đấy, xong nhá. 1/36 tốt cho em mã 1/36 nhá. 1/36 450k này. Đấy, 1/36 chốt cho em nha, mã 1/36 450k. Đấy. Các bác xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo và cho em xin một nút like nhá. Đấy, còn nếu như mà em có quay cái gì mà nó có nhanh quá hay là nói nó dài dòng hay như nào thì các bác cứ góp ý phía dưới nhá. Comment phía dưới để bên em sẽ lắng nghe góp ý của các bác và sẽ cố gắng để hoàn thiện video nó thật tốt nhá. Đấy, hoàn thiện video thật tốt. Đấy. Chốt cho em 1/36 giá 450k. Tiếp theo em có 3 cục ở đây. 3 cục này. Đấy, 3 cục này thì em có thử ở đây rồi. Thì là hiện tại là một cục lên nguồn, một cục lên nguồn, còn 3 cục, 2 cục này không lên nguồn nhá. Đấy, 2 cục này không lên nguồn. Đây. Chốt cho em 1/28 này. 1/28 nhá. Đấy. 1/28 là 190k. 1/28 chốt cho em mã 1/28 là 190k nhá. 1/28 là 190k này. Đấy. Combo ba em luôn. Cả ba luôn. Xong. Tiếp theo em có một con Pala nữa này. Con này thì kiểu dòng nó phải có thốt khác thì nó mới lên được cái sao. Bởi vì em không thấy nó dây nguồn ở đây. Đấy, con này là con Panasonic X400, SX400. Đấy, nó dòng HDD, dòng này rất là xịn và cực kỳ kinh khủng luôn. Nếu bác nào mà kiếm được cái thớt nữa của nó này. Đấy. Đây này. À, phía này là cầu loa này, còn đây là cái cầu cáp mạng đi vào này. Đây là cái cầu cáp để kết nối với thớt kia, nhưng mà hiện tại thì em không thấy thớt kia đâu. Thì thấy mỗi thớt này thì về các bác nào có thì mình sẽ lắp vào đây thử nhá. Rồi, con này thì chốt cho em mã là 1/37 nhá. 1/37 này. Giá con này là bao nhiêu đây? 1/37 chốt cho em con này là 150k, tại vì nó không có thớt kia. Nếu có thớt kia của bình thường của nó rơi khoảng hơn 1 triệu ấy các bác nhé. Đấy, nhưng mà thôi, nó em bán xả nhanh thôi cho nó nhanh nhá, giá đẹp luôn cho nó nhanh. Đấy, chốt cho em 1/37 giá 150k nhá các bác nhé. Tiếp theo. Đây. Cái này là nó có cả bộ luôn hàng chưa vệ sinh nhá, hàng về chưa vệ sinh luôn. Đấy các bác này. Đấy. Bí ngô ngô cây hay. Đây, đấy có cả dây loa này. Đấy, đây là dây loa này. Đây em sẽ cuộn gọn vào để cho các bác nhá. Đấy, cái này nó là cả bộ. Đấy, à, nó chưa vệ sinh đâu, các bác về tự vệ sinh cho em. Em thử nhá. Rồi, nó vẫn lên nguồn này. Đấy. Vẫn lên nguồn này, các chế độ này. Welcome này, CD này, đấy các chế độ là vẫn được này, các chế độ này chuyển chế độ điện thoại được này, AUX này có này,
cái này là chỉnh volume này, dưới này là chỉnh lecbar của CD này. Đấy, cái này là phần dưới là phần CD này, đây là phần MD, đây là cassette này. Rồi. Con này là công suất bao nhiêu đây? Công suất con này là 55 các bác nhá, công suất 55. Có đường súp riêng. Đấy. Các bác có nhìn rõ không ạ? Có đường súp riêng này, có cầu loa này, có điện thoại này. Công suất 55 này, FM AM đầy đủ này. Đấy. Em xem đôi loa nhá. Đây đôi loa này. Đấy. Gân này là gân vải này. Màng giấy này. Đấy. Cái này về các bác chịu khó vệ sinh nhá. Đây, đấy, chịu khó vệ sinh các bác nhá. Đấy, chân của con loa này hiện tại nó đang bị thụt vào trong này thì về các bác gắn lại cho em này. Rồi, cả bộ này các bác về vệ sinh luôn để các bác bộ này thôi. Cục bình thường của nó lên như các con này thì nếu cả bộ này rơi khoảng là 1.250.000. Mà thôi em xả luôn cho các bác còn 750.000 nhá. Đấy, về các bác tự vệ sinh. Chốt cho em mã 1/38 nhá. 1/38 này. Chốt cho em mã 1/38 này. Đấy, combo cả bộ luôn. Em thật các bác, bây giờ có đi mua loa vi tính nhá. Bây giờ loa vi tính cũng phải tiền triệu, vài ba triệu mà chưa chắc đã hay bằng cái này mà nó thẳng luôn là không hay bằng luôn. Các bác cứ thử dùng loa vi tính rồi các bác sẽ biết. Chốt cho em 1/38, loa vi tính nhá, không có cửa so với những con này. Em thật các bác như vậy. Các bác cứ dùng loa vi tính đi rồi các bác sẽ thấy. Chơi những dòng này về các bác mất công vệ sinh thôi nhưng mà nó còn lợi hơn loa vi tính nhiều. Đấy, có 750.000. Các bác đi đâu mua được những cái bộ nhà 750.000 không bao giờ có nhá, chỉ có tại đây nó mới có thôi. Đấy. Các bác có đi từ Bắc vào Nam không có. Đây nhá, xong nhá. 750.000 này. Đấy, em cuộn sẵn đây cho các bác luôn này. Đấy, băng dính vẫn nguyên xì từ bên kia về. Rồi, đấy thì thôi đã mất công xả thì xả cho nó sướng cuộc đời nhá. Đấy, không xả thôi, xả cho nó sướng cái cuộc đời luôn này. Bác nào chốt cho em cái mã này em xả tiếp cho các bác này luôn này. 650.000. Không mất công, đã không mất công xả thôi nhá. Em xả thế cho nó đi luôn cho nhanh này. 650.000 cả bộ luôn, comble luôn này. Đấy, combo đây cả bộ nó luôn đấy. Bộ này về các bác về vệ sinh các thứ nhá. Đấy. Bởi vì ở đây em cũng không có thời gian mà đi vệ sinh mấy ngày đâu thì về các bác tự vệ sinh nhá. Đấy. Ok. Rồi, tiếp tục em có một bộ Aurex này. Bộ này thì ngày xưa là nhiều bác săn đón này và hỏi rất là nhiều dòng này. Đấy. Nhưng mà tiếc mỗi cái đây thì con này là em có thử đây thì nó không lên nguồn thôi. Đấy, thì không biết là nó có bị tuột dây hay như nào thì nói chung là không biết tại vì em thật các bạn em không phải thợ. Đấy, nhà em thì hàng về nào bán thế. Đẹp thì em bảo đẹp mà trung bình thì bảo trung bình. Đấy, còn hiện tại em cắm nguồn đây, cắm thực tế đây là nó không lên. Đấy, thì em nói rõ luôn như vậy để thôi em bán thanh lý nhanh nhá. Đấy, cũng bao nhiêu tiền đấy các bạn, chứ không phải rẻ đâu. Mấy triệu ấy, cả bộ nó 5-6 triệu ít đầu cái đợt mà nó sốt sốt thì toàn 5-6 triệu rồi. Bèng nhàng gọi là bộ xấu xấu cũng phải khoảng 3 triệu rưỡi, 4 triệu nên có phải ít tiền đâu. Đấy, nhưng mà đây các bác này, đấy, cam kết đầy đủ đây. Đấy, nhưng mà tiếc cái không lên nguồn thì không biết là có bị đứt dây như nào không thì không rõ. Nhưng đấy, thì về các bác kiểm tra nhá. Có cầu loa này, đấy. Công suất của con âm đi này đạt là 85W các bác nhá. Công suất 85W. Thương hiệu Aurex. Đấy, Aurex này. Đấy, con này chốt cho em mã này 1/39 nhá. 1/39 chốt cho em mã này, em để rẻ luôn cho các bác luôn. Đấy, triệu chung thì không cần biết nhưng mà đã nhà được xả luôn này. Để các bác 590k này. Đấy. 590 chốt cho em mã 1/39 này, 1/39 590 nhá. 1/39 giá 590k. Đấy. Hai thớt luôn các bác nhá. Hai thớt này thì nó gồm âm ly này. Đây là cái phần CD này. Đây là cassette này. Đấy, cassette này ở đây nhá. Đây cassette hiện tại bên em dán băng dính rồi thì nó không ra được. Này, nó vẫn đẩy ra nhưng mà nó vẫn dính em dán được. Đấy, nói chung là nó vẫn ra nhá, vẫn ra, không bị kẹt cái gì đâu. Thì về các thử kiểm tra phần nguồn là chính thôi. Đấy. 590 nhá, 590 này. Aurex xong này. Tiếp theo em có một con Pala nữa này. Đấy, các bác xem thì nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo, ấn like nhá, theo dõi kênh để luôn nhận được những cái lô hàng ngon bổ rẻ. Vâng. Nhiều bác cũng hỏi em là bán loa chưa. Đấy thì sắp tới thì em sẽ có một cái lô loa mini nữa nhá. Đấy thì các bác cứ theo dõi kênh, ấn chuông thông báo và ấn đăng ký kênh, ấn nút like. Và các bác xem video vị là có thể là chưa mua thì cũng có thể là
ấn đăng ký kênh bình thường đấy, thì để khi nào ví dụ là có những video mới mình xem mình cho vui đấy. Còn khi nào mà cảm thấy ok muốn mua rồi thì cứ alo cho em qua số là 0966 594581 để đặt hàng đấy. Còn không thì các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng, qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố các bác nhé. Đấy, em quay đây thì tay nó hơi bẩn tí thì các bác thông cảm nhá. Đây. Đấy, cái hàng bã này thì nó đặc sản rồi, đặc sản của nó là bụi đấy thì các bác thông cảm. Tiếp tục em có con Pala này. Đấy. Con Pala này là con PM37MD này. Con này nhá. Vẫn đóng dơ le nhá. Nguồn này, bật tắt này. Đèn báo dơ le vẫn đóng tạch tạch bên trong. Đấy, nhưng màn hình không lên. Đấy thì các bác xem kiểm tra xem cái cáp hay là cái gì đó, hay là màn hình nó bị làm sao thì nó không lên như này nhá, thì về kiểm tra giúp em. Đấy, rồi. À, con này về chức năng thì có cái gì đây? À, có cassette này. Đấy. Có USB sao cạc này, có PMD là điện thoại này, phone riêng này. À, phía sau này có cổng quang này. Quang này quang in nhá, quang in này tức là quang đầu vào để kết nối Smart TV đấy. Còn đây là điện thoại này, đây là cầu loa này. Đấy. Con này công suất máy đạt 50W này, có FM AM riêng này, nguồn số 8 riêng này. Đấy, các nguồn số 8 này thì về có thông cảm là mua giúp em nhé. Ở đây thì em chỉ có một hai sợi để em thử riêng cho khách thôi, có những bộ dàn em mượn tạm ra thôi. Đấy, thì các bác ra ngoài các cái cửa điện mua rất là nhiều, bàn hàng không thiếu nhé. Đấy thì ra đây mua giúp em. Đấy. Ok, đây, chốt cho em mã 1/40. 1/40 con này thì màn hình không lên đúng không ạ? Xả rẻ luôn cho các bác giá này. 160k, ok chưa ạ? Đấy, về các bác mà xem màn hình lên được phát nữa là có quang, kết nối ok luôn. Đấy, 160k. Cho cho em mã 1/40, giá 160k. Các bác nhớ cho em là phải đọc là 1/40 nhá. Còn các bác mà đọc 40 hay là đọc 1, 2 là các bạn ấy sẽ báo cho các bác là hết hàng. Bởi vì là em có 2-3 lô rồi, thế là nó mà trùng với các cái lô kia là hết hàng rồi. Đấy, thường nhà em là sẽ hết trong ngày luôn nhá, hàng sẽ hết trong ngày. Thế nên là các bác mà gọi thì phải hỏi xem còn hay không, và chốt mã như nào phải đọc rõ là mã 1/40. Đấy, nếu mà đọc mã ví dụ như là sáng nay các bác đọc là 25/1, 25/2. Đấy, thì lấy là những cái lô mà ngày em quay 25 thì là đã hết hàng rồi. Đấy, thì các bác chốt cho em cái lô mới là lô ngày hôm nay là ngày mùng 1. Và mã số là mã 40. Đấy thì là đọc là 1/40. Ok chưa ạ? Đấy. Lý do tại sao mà lại có 1/40 mà không đọc cái mã sản phẩm? Bởi vì nếu em có đọc mã sản phẩm thì chắc chắn các bác cũng không nhớ được. Và em ghi trên video thì nó rất là dài, các bác cũng không thể đọc được. Thì đánh dấu như này cho nó dễ, được chưa? Đấy, còn em vẫn đọc cho các bác đây là con PM37MD. Đấy. Tiếp theo em có một con nữa là con ở đây là con Sáp này. Đấy, dòng Sáp này. Đây là một con Sáp các bác nhá, con Sáp này. Đấy, con này vẫn thấy báo lên nguồn này, vẫn báo lên nguồn nhá. Đấy, các phím ấn ở đây này. Đấy, các phím ấn ở đây nhá. Đây là cái phần CD, con này như có 5 cái CD. Đây là có đường in này, đây là cắm điện thoại này, còn đây là đầu ra này. Đấy, cái phía dưới này như là cassette thì phải. Đấy, thì về có kiểm tra xem em bật ra không ra. Đấy, trên này cũng có các cái phím có riêng của máy này. Đấy. Em xem phía sau nào. Con này nhá. Em thấy có ghi đây này. FM 76.0 đến 108. Đấy, tức là bắt được FM 108 này. Đấy, còn AM là từ 522 cho tới 1629 này. Rồi, FM AM ở đây nhá. Đây là FM, đây là AM này. Đây là cái anten thu, con đây điện thoại này, cầu loa này. Đấy, công suất của máy đạt 36 này. Rồi. Con này thì đây cassette đấy. Con này thì chốt cho em mã là 1/41 nhá. 1/41 rồi. 1/41 cái mã này thì con này để có giá là 190k này. Ok chưa ạ? 1/41 nhá. Chốt cho em mã 1/41. Ok chưa ạ? Xong nhá. Tiếp theo em còn hai mã cuối cùng này, hai mã cuối cùng của trong lô phần 2 nhá. Đây là phần 2. Đấy, bác nào mà xem phần 2 này mà chưa theo dõi phần 1 thì có thể là vào phần mục video nhá. Đấy. Ấn ở phần 1 cho em nhá, vào mục video. Đấy thì các bác muốn vào cái mục đấy thì các bác phải ấn đăng ký kênh. Đấy, ấn đăng ký kênh thì các bác sẽ ấn vào phần video ấy. Đấy, quản lý video có sẽ phần video đấy, thì các bác sẽ xem ở đây là tiếp tục phần 1, phần 2. Bác nào xem phần 2 rồi thì ấn sang lại phần 1 nhá, hoặc xem phần 1 rồi mà chưa thêm phần 2 thì vào những video xem lại phần 2 cho em. Bởi vì cái lô hàng này nó rất là nhiều, em sẽ chia làm hai phần. Đấy. Rồi, các bác cứ
Để lại mọi góp ý ở phần bình luận phía dưới nhá. Để lại mọi góp ý ở phần bình luận phía dưới nhá. Đấy. À, chốt thì chốt cho em là gọi trực tiếp nhá. Đấy. À, em kiểm tra nguồn này. Rồi, con này nguồn nó vẫn lên này. Nguồn vẫn lên, rồi, nguồn vẫn lên nhá. Nó là dòng SSD thì nó sẽ hơi lâu. Nói chung là con này thì màn hình có vẻ là nó không nên chữ rồi, bình thường nó sẽ lên chơi luôn rồi. Con này thì bán rẻ luôn cho bác. Con này là con Panasonic PM670SD. Đấy, chốt cho em mã con 670SD này nhá. Mã 1/42. 1/42 này. Con này để có 180k. 180k nhá. Đấy, 1/42 nhá. Mã 1/42 180k này. Đấy, mất cái phần volume rồi, phải qua kiểm tra cho em. Đây, cầu loa, cầu phía sau này. Đấy. Xong. Tiếp theo em có một cái mã nữa, đây là cái gì đây, con này là con này là con TXC TMC. Thương hiệu TMC này. TMC. À, con này nó vẫn lên đây này các bác này. À, nói chung cái này còn tiếng Nhật thôi, thì về các bác xem thế nào phím nguồn lần nhá. Ở đây là còn tiếng Nhật thôi. Đấy. Đấy, đây là phần CD này. Đấy, đây là cửa CD của nó này. Đấy, phía sau đây. Đấy, đây là cầu loa này. Cầu loa là cầu bắc chuối này. Đấy. Con này công suất 22mm này. Đấy, con này thì lại ở đây đây, nó còn có cái phím cassette cái thứ ấn ở dưới này. Đấy. Con này về có thể kiểm tra xem nhá. Rồi. Con này cho xem mã 1/43 nhá, 1/43. Đấy, để các bác mã cuối cùng này cho nó rẻ luôn này, rẻ là rẻ luôn một thẻ này. Mã cuối cùng để các bác con này 90k. Xong. Vậy là em đã quay xong cái video nhá. Đấy thì video này có hai phần các bác nhá. Đây là phần 2. Đây là phần 2, còn nó còn phần 1 nữa thì các bác có thể là nhấn vào xem lại phần 1 giúp em nhá. Phần 1 nó ở trên đấy, thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo, ấn like video nhá. Đấy. Tất cả thì em đã quay xong hết rồi. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891602. Riêng có hai đôi loa này thì bác làm mà tốt thì để ngày mai em test nhá. Tại vì bây giờ nó cũng muộn rồi thì để ngày mai em test bàn giao cho các bác. Bàn giao thì em sẽ test là đọc cho các bác là tên đầy đủ nhá. Tên rồi tên này, tên các bác này cộng tỉnh thành và ba số điện thoại cuối để tránh lộ thông tin của các bác. Đấy thì test em sẽ test đúng như vậy luôn. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi đến hết cái video. Vâng, xin chào các bác.